giáo hội khẳng định rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Và vì vậy, Đức Giêsu Kitô khi từ cõi chết sống lại và Ngài lên trời thì đặc ân ấy Ngài đã trao cho các môn đệ. Và có thể nói Hội Thánh Chúa Kitô lúc đó bắt đầu hình thành ở trần gian. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói về Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta thấy dựng lên một hình ảnh sống động, nhưng ở trên đó nó chiếu rõ ba cái gương mặt cụ thể. Thứ nhất, đó là gương mặt của một Đức Giêsu Kitô là con người mà được Thiên Chúa sai đến. Thứ hai, đó là hình ảnh và gương mặt của người mục tử trong thừa tác vụ mà Thiên Chúa và giáo hội trao cho. Và thứ ba là hình ảnh của những người chịu phép rửa trong Hội Thánh của Thiên Chúa, tức là các tín hữu. Vậy thì hình ảnh và bản chất của một Đức Giêsu trong công cuộc truyền giáo hay là trong cái nhiệm vụ hình thành và giảng dạy rao giảng tin mừng của Ngài là gì? Thưa, vẫn là hình ảnh của một con người khiêm tốn, khiêm hạ và hiền lành. Ngài khiêm tốn khiêm hạ đến độ mà những người không có đức tin nhìn Ngài như là một kẻ nhu nhược. Ngài đã nói với người phụ nữ ngoại tình: tội của chị được tha, nhưng chị về và từ nay đừng phạm nữa. Một con người hiền lành đến độ mà tha cái tội mà dân chúng có thể ném đá cho đến chết, hay có thể nói đó là tội đấy là tội phải xử án tử hình. Nhưng rồi vì lòng thương xót và hiền hòa, sẵn sàng gánh lấy cái trách nhiệm ấy mà tha cho người phụ nữ. Hình ảnh ấy là hình ảnh của một người mục tử luôn luôn kiên trì, nhẫn nại trước đoàn dân của mình. Nếu ngày xưa Đức Chúa nhẫn nại với dân Israel thế nào thì hình ảnh của một Đức Giêsu mới sống động cũng là như thế. 99 con chiên để đấy để vác một con chiên lạc về nhà. Một ông thu thuế là Thánh Matthew, một thánh ông Gia Kêu cũng vậy, cũng sẵn sàng kiên nhẫn kiên trì để rồi mời gọi người ta trở về với một đàn chiên duy nhất, để rồi mời gọi người ta trở về với ơn cứu độ, với sứ mạng mà chính Thiên Chúa trao phó cho họ. Hình ảnh ấy, một Đức Giêsu cũng là hình ảnh của một con người từ bỏ. Đức Giêsu Kitô sẵn sàng từ bỏ cái ngai của con Thiên Chúa mà xuống trần gian này để rồi bỏ và hóa mình ra không mà phục vụ cho đến chết. Hình ảnh ấy là hình ảnh của một con người được Chúa Cha sai đến, và chính Ngài cũng đã khẳng định với các tông đồ: Thầy được sai đến để đến với những con chiên lạc, và Thầy được sai đến để mang bình an và ơn cứu độ đến cho con người. Và vì vậy cái sứ mạng của Thầy phải là sứ mạng ấy mới là trên hết. Còn tất cả mọi cái phù phiếm, mọi cái lợi lộc, mọi cái vinh hoa chẳng là gì cả. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người mục tử trong thừa tác của mình, cũng là hình ảnh mà chính Đức Giêsu Kitô đã trao cho các môn đệ, các tông đồ, rồi đến lượt những người mục tử trong thừa tác vụ linh mục. Chắc chắn cũng vẫn phải là một con người hiền lành, mà ngày hôm nay người ta nói rằng một người linh mục không cần phải giỏi, nhưng cần một người hiền lành, khiêm tốn trước dân chúng thì sẽ trở thành những con người gặt hái được nhiều cái huê lợi cho các linh hồn. Hình ảnh thứ hai cũng là hình ảnh của một vị mục tử phải luôn luôn kiên nhẫn, mà kiên nhẫn với những con người gọi là ù lì và đôi khi cả chống đối nữa, cũng vẫn phải kiên nhẫn. Và hình ảnh thứ ba cũng là hình ảnh của một con người sai đến để phục vụ, chứ không phải được người ta phục vụ và hầu hạ.
khi người ta hầu hạ không đúng mực thì bực bội, thì tức ghét, tức tất cả những cái điều ấy không phải là hình ảnh sống động của một người mục tử Đức Giêsu Kitô. Vâng, và hình ảnh thứ ba là hình ảnh của mỗi người chúng ta, các Kitô hữu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi trong sự sống hiền lành, khả ái trước mọi người và với tha nhân nữa. Chúng ta cũng được mời gọi để biết kiên nhẫn trong đời sống của mình. Mọi hành động nông nổi, mọi hành động gọi là chóng qua của con người, nó chẳng bao giờ đưa đến cái kết quả cả. Nhất là trong đời sống đức tin, không kiên nhẫn thì khó có thể vượt qua được những cái thách thức của đời sống ngày hôm nay. Và cái hình ảnh thứ ba vẫn là sự phục vụ trong đời sống gia đình của mình. Người ta bảo một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải có những người hy sinh thầm lặng. Và sự thầm lặng ấy chính là sự phục vụ của mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến công việc rao giảng tin mừng hay truyền giáo thì ngày hôm nay người ta làm rõ để nó sống động lên một cái từ rõ là chứng nhân. Chuyện kể rằng trong một cuộc hội thảo năm châu trên toàn thế giới về việc làm thế nào để phát triển việc loan báo tin mừng, những người giàu, những bạn trẻ giàu như những người ở bên nước Mỹ thì bảo rằng cần phải phô trương nhiều hình ảnh, cần phải ban phát thế này thế khác. Những người ở khu vực châu Âu thì đầu óc cho nên nói rằng phải cần phải có những cái suy tư, suy luận, cần phải nhiều cái điều để khai mở trí khôn của con người. Nhưng rồi có một bạn ở châu Phi đứng lên nói rằng tất cả những cái điều kiện ấy, những cái ý kiến ấy tôi thấy nó cũng hợp lý. Nhưng theo tôi ngày hôm nay, để có thể loan báo cho người khác nhận ra gương mặt sống động của Đức Giêsu, đó là cứ đặt một gia đình đạo đức thánh thiện bình thường vào giữa những muôn dân, thì lúc ấy người ta sẽ nhận ra được đâu là một hình ảnh một Đức Giêsu Kitô mà chúng ta loan báo, đâu là mầu nhiệm nước trời mà chúng ta mời gọi họ tham dự vào trong đời sống thiêng liêng mà con người đang khát mong. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta nói rằng từ bàn tay cho đến cái miệng nó xa lắm. Công cuộc làm chứng của mỗi người chúng ta nó cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta ngoen ngoẻn cái miệng nhưng mà cánh tay chúng ta chẳng biết chia sẻ. Xin cho đời sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi loan báo tin mừng hay gọi là truyền giáo. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần đó truyền giáo như thế nào? Không phải đến biên cương xa xôi gì cho lắm đâu, nhưng mà là gần nhất ngay trong gia đình của mình. Từ ở cửa lại đến nhà bếp cũng là một công cuộc mà chưa chắc chúng ta đã làm cho đến nơi đến chốn được. Xin cho chúng ta nhận thấy những cái điều ấy, để rồi mỗi ngày chúng ta xin Chúa kiện toàn mà mỗi người chúng ta không ngừng tiến bước trong ơn gọi của những người con của Thiên Chúa, trong cái ơn gọi loan báo lời của Chúa và ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Để rồi chúng ta nhận ra được rằng mỗi người phải sống như thế nào, trở thành những chứng nhân sống động để loan báo về mầu nhiệm nước Thiên Chúa và gương mặt hiền hòa của một Đức Giêsu Kitô đến và ở với con người như thế nào, và một gương mặt của một vị Thiên Chúa sẵn sàng đón nhận và yêu thương tất cả mọi người. Và mỗi người cũng sẽ được mời gọi sống trong một bầu khí nước trời, đó là bầu khí mà mỗi ngày chúng ta đang khát mong. Amen.